Rồi, xin chào mọi người nha, lại đây em đây nha mọi người. Hôm nay thì bên em có về được một ít sản phẩm máy cưa, máy cắt cỏ ha. Thì hôm nay về đa số hàng miền Tây, tay cục, tay dài, các thứ nó cũng nhiều máy lắm mọi người. Ở đây nó có cắt cỏ rồi, về quá trời hàng luôn. Tay cục, tay dài. Đây, thì địa chỉ tiệm của em ở đây ha. Thì cái này nó đang quay trực diện á, quay camera trước thì thấy cái chữ nó ngược đó. Mọi người xem kênh em cũng biết địa chỉ của em rồi ha. Địa chỉ của em là thôn 2A, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Đó là địa chỉ của em, là gần gần cầu Giáo Huynh nhé, gần cây cầu Giáo Huynh. Nếu mà mọi người đi đi vào từ từ hướng Xuân Lộc, Đồng Nai mà đi vào thì đi hết địa phận Đồng Nai là đến cầu Gia Huynh đó, xong là đến tiệm em nhé. Mọi người mua ở gần tiệm thì đến cửa hàng mua thì mình lựa chọn máy thì nó dễ hơn đó. Còn ở xa thì xem video qua rồi em soạn hàng em gửi, mọi người nhận hàng rồi kiểm tra hàng rồi thanh toán, rồi đúng sản phẩm giới thiệu thì mọi người nhận ha. Còn mọi người ai mới mua hàng lần đầu thì vui lòng chốt cọc giúp em. Đó, còn mua hàng một hai lần rồi thì không cần phải cọc ha. Thì đặt hàng là em gửi hàng đến là nhận thôi. Rồi bây giờ em sẽ quay cho mọi người những cái sản phẩm máy em bán. Mọi người cùng xem nhé. Rồi thêm nữa là máy của em bán có hàng chưa dọn giá tốt để mọi người về dọn bán kiếm thêm. Rồi thêm mọi người ai mà không biết dọn thì em sẽ dọn và sạch sẽ đóng hàng gửi hàng cho mọi người nhé. Rồi ok, bây giờ em sẽ quay máy cho mọi người cùng xem nha. Rồi, ở đây là những sản phẩm máy cắt cỏ bên em về nha mọi người. Đây. Đó, thương hiệu là Ryobi, Maru, Kubota, Sapa, Shirawa. Đó, nhiều sản phẩm lắm nhá, có Shirawa S35 nữa nè. Máy đẹp nha. Máy đẹp lắm. TL26, TL23, TL261. Đây. Đó. Máy cưa nha mọi người. Đây máy cưa rất là nhiều máy bên em về rồi. Bên này có hệ miền Tây nhá, Singu 331, 411, Echo 331, 332. Đây, nhiều máy lắm nha mọi người. Đó. Ha, máy cưa ha, các dòng máy Estin nè. Đó. Đây. Giá sỉ rồi, giá sỉ giá lẻ đồ cũng nhiều ha. Ở đây có tay cục Hitachi CS35 nè, đồng to nè mọi người. Đó. Đây, máy này ngon lắm nha. Đó, xài ok nha. Rồi. Đó. Rồi. Mọi người mua hàng thì liên hệ vào số điện thoại 034 434 1710 để mua hàng nha mọi người. Rồi, bye bye mọi người nha. Xin chào tạm biệt mọi người nha.